Tuấn xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lát gạch. Hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em cách đóng cầu thang mâm không có cổ nha. Thì cái video trước Tuấn có hướng dẫn anh em cách đóng cầu thang vượt cổ. Anh em nào mà chưa có xem thì bấm từ khóa xây dựng ốp lát gạch tập 685 nha anh em. Đây thay vì cái kia anh em đóng tới đây. Tới đây thì anh em tới cái mâm chú nghỉ, anh em vượt cái cổ xuống. Còn cái này thì Tuấn hướng dẫn anh em đóng không cổ luôn. Thì đóng cầu thang mâm vượt cổ và không vượt cổ nó khác nhau chỗ nào Tuấn sẽ hướng dẫn. Đầu tiên anh em phải lấy cái code của nó và bài chia bậc ra nha. Có nhiều anh em hay thắc mắc ngay chỗ này không vượt cổ thì nó sẽ thiếu một bậc. Thì nếu mà anh em đóng cầu thang mâm á thì ở dưới anh em không vượt cổ thì lên cái mâm trượt thứ hai anh em phải vượt cổ nha. Sau này thì anh em xây nó sẽ bằng lên đây. Thì cái bậc thứ 10 nó sẽ bằng luôn cái mâm chú nhỉ này. Thì anh em ở trên á mâm trượt anh em phải làm cái cổ nha. Thì sau này nó sẽ thêm một bậc nữa. Thì anh em cứ hình dung khi anh em đóng cầu thang mâm, cái bảng trượt đầu tiên anh em không vượt cổ thì lên bảng trượt thứ hai anh em phải bắt cái cổ lên nha. Còn mà ở dưới anh em vượt cổ thì lên trên anh em không cần bắt cổ lên nha. Trước tiên á anh em lấy lên tới cái mâm chú nhỉ 10 bậc nha anh em, 10 bậc. Thì anh em từ đo cũng đo từ cái cốt 00. Y như vậy. Đây, 1,05 m nha anh em. Rồi 1,05 m thì anh em cứ lấy 1,05 m anh em đo lên 10 bậc. Đây anh em đo lên 10 bậc nha, 10 bậc thì á 1,6 m, tới đây là 1,6 m, 1,6 m anh em chia cho 10 thì nó sẽ ra cái cổ bậc của nó là 16 phân nha anh em. Đây cái cổ bậc nó là 16 phân, 16 phân thì anh em đó 1,6 m thì anh em lấy chi 1,5 m đóng cái mâm chú nhĩ này 1,5 m nha anh em, giật xuống 10 phân bê tông nha. Rồi cái cổ bậc của nó anh em biết 16 rồi, thì qua đây á cái bảng bậc nó là 25, 10 bậc nó 2,5 m, 10 bậc nó sẽ là 25 phân nha anh em. Thì đóng vượt cổ và không vượt cổ á thì nó sẽ khác nhau như thế nào? Nếu mà anh em đóng anh em hạ cổ xuống á, từ cái mâm chú nhĩ này anh em hạ cổ á thì từ ở trong tường, mâm chú nhĩ này là 1 m, từ ở trong tường anh em đo ra trừ bê tông và trừ đá là 14 phân, 10 phân bê tông và 4 phân đá. Thì cái mâm này 1 m anh em chỉ đóng là 86 phân thôi nếu mà anh em vượt cổ. Còn nếu mà không vượt cổ anh em đo từ ở trong tường anh em đo ra thì anh em chỉ trừ đá thôi nha anh em. Anh em đo ra cái mâm nó 1 m thì anh em đo ra là 96 phân. Thì sau này anh em khi anh em xây lên á thì cái mâm chiếu nghỉ này nó sẽ là 11 bậc nha anh em. Tại vì lên trên anh em vượt cái cổ đi lên rồi nó sẽ là 11 bậc nha. Thì cái mâm chiếu nghỉ này sau này anh em sẽ xây lên thêm nữa một bậc nữa. Thì nếu mà anh em có đóng bảng trượt á, anh em đóng hai vế ba vế gì á thì anh em cứ vượt một cổ lên. Thì nó cũng chung một cái công thức đó thôi nha anh em. Thì từ ở trong tường anh em đo ra tới cái mí này là mà 96 phân. Từ 96 phân anh em đóng trượt xuống nha. Rồi bắt đầu tới cái chiều dài thì anh em đây là 25 phân nhân cho 10 thì nó sẽ ra là 2,5 m. Bảng bậc của nó nha. Thì nếu mà tính luôn cái mâm chiếu nhĩ nó sẽ chiều dài của nó là 3,5 m nha anh em. Thì anh em đo từ ở trong tường đó anh em đo thẳng ra ngoài đây. Là anh em trừ cái mâm chiếu nhĩ ra là 1 m nè. Thì anh em đo từ cái 1 m đó anh em đo thẳng ra ngoài đây là 2,5 m nha anh em. Còn mà anh em đo từ ở trong tường anh em đo thẳng ra tới quân mí này là nó là 3,5 m nha. Thì từ 3,5 m á ở đây anh em đo giật vô trong á, giật vô trong đây là 15 phân nha. Rồi từ cái 15 phân đó anh em thả ba rem xéo lên thì nó sẽ bằng cái mí ở trên đây nha anh em, bằng mặt mâm chú nghỉ nha. Thì Tướng đã vẽ ra hết rồi, đây là cái phần khi anh em đóng nè, còn cái phần trên là thì cái phần đây là anh em đóng nè nha, còn cái phần trên là cái phần bê tông. Đóng xéo vô tới đây là giật vô 15 phân thì ngay cái mí này nè anh em thả dán nha. Đây là anh em thả thả dán lên nè. Còn cái phần ở trên á, cái phần ở trên thì Tướng sẽ giật lên là 10 phân nha. Là cái phần này sau này anh em đổ bê tông nó sẽ lên tới đây nha anh em, lên tới đây nè. Thì cái này Tướng vẽ lên bê tông nha anh em, cái phần ở trên là phần bê tông nó lên tới đó. Thì cái bảng trượt cái bê tông lên chứ đó thì cái mâm chiếu nghỉ này á sau này bê tông thì nó lên nó sẽ cũng bằng cái mí luôn. Khi mà anh em xây lên cái bậc thứ 10 á thì nó sẽ bằng ngay cái mí này. Thì anh em sẽ bị thiếu một bậc nha. Đây Tướng sẽ đo lên, Tướng đếm bậc cho anh em xem nè. Đây, bước lên nè anh em. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 thì nó sẽ bằng cái mí, cái mâm chú nghỉ ngay cái mí này. Thì như vậy á, sau này anh em mới ở trên cái bảng trượt thứ hai anh em mới đẩy cái cổ lên nữa nha. Thì mâm chú nghỉ này á, thì anh em sẽ xây lên một bậc nữa. Hoặc anh em đổ bê tông thêm một bậc nữa. Sau này anh em đổ sau. Lên cái mâm bảng trượt thứ hai á, anh em phải đóng cái cổ đứng lên vậy. Thì anh em cứ nghĩ đơn giản thôi. Khi mà anh em đóng cái cổ ở dưới thì lên cái bảng chiếu nhĩ thứ hai anh em khỏi cần đóng cổ. Còn nếu mà anh em ở dưới đây không đóng cổ
thì lên trên bắt buộc anh em phải làm cái cổ. Thì sau này á, thằng này nó bằng, sau này anh em đổ thêm thằng này lên hoặc anh em xây thêm lên nha. Thì xây thêm nó sẽ ra thêm một bậc nữa, thì bê tông của anh em nó nằm ở đây. Đổ bê tông bằng xong anh em sẽ xây lên một bậc lên là 16 luôn. Thì sau này bê tông cái bảng chiếu nghỉ nó sẽ bự hơn nha, thì nó sẽ không đều bê tông. Thì sau này cái bảng của nó, cái bảng của nó sẽ dày nha anh em. Thay vì mình vượt cổ sau này mình đổ bê tông á, đổ bê tông tất cả thí dụ là 10 phân thì tất cả nó đều là 10 phân. Ra tới bảng này nó cũng vẫn là 10 phân nha anh em. Cái cổ này xuống cũng là 10 phân. Còn mà anh em không có vượt cổ cái này á thì cái bảng này sau này nó sẽ, đây là 10 phân thì anh em sẽ xây lên cái bậc 16 thì nó sẽ lên là 16 phân nữa nha anh em. Thì cái bảng này nó sẽ dày. Nó có như vậy thôi, nó sẽ dày dày cái khúc bảng này hai bên. Hai bên nó sẽ dày nha anh em. Cái này tướng đã cắt cái này tướng làm cho anh em thấy rồi. Đây, đây. Thì bỏ lên thì nó sẽ ngay hết nha. Đây, cái cổ này là 16 phân nè anh em. 16 phân. Thì cái bảng này là 25 phân thì 16 phân tướng để đây. Đó, sau này vô bậc nè, nó không có cấn nha. Khi mà anh em đóng cầu thang á thì thí dụ anh em đổ 10 phân bê tông. 10 phân bê tông lên thì anh em đóng cái miếng dán này thụt xuống xíu khoảng 5 ly thôi nha anh em. Sau này anh em xây gạch anh em đổ chặt nha. Nó có đổ bê tông cao á thì nó cũng dễ xử lý. Thì ở đây anh em cũng giật xuống, đóng thấp hơn cái này khoảng 5 ly là được. Hoặc anh em sau này á, anh đóng 10 phân thì anh em đổ 9 phân rưỡi thôi, đổ cho nó thiếu miếng. Thì anh em xây rất là đơn giản nha. Rất là dễ dàng luôn. Còn mà đóng 1-2 dế á, 1-2 dế thì lên tới đây, anh em nếu mà anh em vượt cổ thì thôi. Nếu mà anh em không vượt cổ như vậy á thì tới đây là 1 dế nữa, nếu mà 1 dế nữa thì anh em sẽ vượt cái cổ này lên nha. Vượt cái cổ này lên. Vượt lên một bậc. Một bậc trượt, bản trượt nha anh em. Nếu mà đóng vượt cổ ở dưới thì nó sẽ đẹp hơn. Sau này cái bảng thì đổ bê tông á, hết thì nó sẽ đều, nó sẽ đẹp hơn. Rồi thì cái video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn anh em làm cái cầu thang dít dách nha. Anh em nhớ đón xem nha anh em. Rồi tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái video mới nhất.